Bạn đã từng cảm thấy mệt mỏi khi phải chuẩn bị cho một buổi mua sắm truyền thống? Hãy cùng xem mua sắm trực tuyến đã thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào. Mua sắm truyền thống đòi hỏi bạn phải chuẩn bị từ nhiều thứ, từ việc chuẩn bị cho bọn trẻ khóa cửa đến việc đối mặt với giao thông. Rồi bạn phải đi bộ từ lối đi này sang lối đi khác, xếp hàng dài chờ đợi chỉ để thực hiện quá trình tương tự khi trở về nhà. Trái lại, mua sắm trực tuyến là một thủ tục nhanh chóng, không đau và kết thúc chỉ trong một vài cú nhấp chuột. Mua sắm trực tuyến mang lại sự tiện nghi hiện đại, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Hãy trải nghiệm mua sắm trực tuyến ngay hôm nay và tận hưởng sự tiện nghi hiện đại.